Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người thêm hai cách để tiết kiệm tiền thuế với Earned Income Credit và Child Tax Credit. Earned Income Tax Credit là gì? Earned Income Tax Credit giúp những hộ gia đình có thu nhập thấp hoặc trung bình được giảm thuế. Nếu như bạn đủ điều kiện, Earned Income Tax Credit sẽ giúp bạn giảm đi những khoản thuế mà các bạn cần phải đóng. Earned Income Tax Credit là Refundable Tax Credit, có nghĩa là nếu như số tiền credit mà các bạn nhận được nhiều hơn cái số tiền thuế mà các bạn phải đóng, thì các bạn sẽ nhận lại được số chênh lệch. Số tiền Earned Income mà các bạn có thể nhận lại được sẽ phụ thuộc vào thu nhập và số trẻ em mà các bạn claim trong hồ sơ khai thuế của mình. Nếu như các bạn không có claim đứa nhỏ nào trong hồ sơ khai thuế, thì số tiền tối đa mà các bạn có thể nhận lại được là 543 đồng. Nếu như các bạn claim một đứa trong hồ sơ khai thuế, thì số tiền tối đa mà các bạn có thể nhận lại được là 3.618 đồng. Nếu như các bạn claim hai đứa trong hồ sơ khai thuế, thì số tiền tối đa mà các bạn có thể nhận lại được là 5.980 đồng. Nếu như các bạn claim 3 đứa hoặc hơn trong hồ sơ khai thuế, thì số tiền tối đa mà các bạn có thể nhận lại được là 6.728 đồng. Để tính được số tiền mà mình nhận được từ Earned Income Tax Credit, thì mình cần phải có Adjusted Gross Income, AGI. Nếu như các bạn đã xem cái video của mình hồi tuần trước, thì các bạn đã biết cách tính AGI rồi. Còn nếu như các bạn chưa xem, thì xin cho mình tóm tắt lại một chút xíu. AGI sẽ bằng cái income của các bạn trừ đi một số điều khoản nhất định. Những cái điều khoản này có thể là số tiền các bạn đóng vào HSA, hoặc là số tiền các bạn đóng vào những tài khoản hưu trí hoãn thuế, hoặc là tiền lời của student loans, hoặc là chi phí giáo dục, và còn một số điều khoản khác nữa. Nhưng mà để mình làm một cái ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Ví dụ như income của mình năm nay là 50.000 và mình đóng 6.000 vào tài khoản traditional IRA, thì AGI của mình là 44.000. Đây là các bạn income limit cho Earned Income Tax Credit năm 2021. Thì mình có cột thứ nhất là số trẻ em mà mình có thể claim trong hồ sơ khai thuế của mình. Cột thứ hai là AGI của độc thân. Cột thứ ba là AGI của gia đình. Và cột thứ tư là số tiền tối đa mà mình có thể nhận lại được. Đối với những bạn khai thuế độc thân, nếu như các bạn không có claim một đứa nhỏ nào trong hồ sơ khai thuế của mình và income của các bạn từ 15.980 đồng trở xuống, số tiền tối đa mà các bạn có thể nhận lại được là 543 đồng. Nếu như các bạn claim một đứa nhỏ trong hồ sơ khai thuế và income của các bạn từ 42.158 đồng trở xuống, thì số tiền tối đa mà các bạn có thể nhận lại được là 3.618 đồng. Nếu như các bạn claim hai đứa trong hồ sơ khai thuế và income của các bạn từ 47.915 đồng trở xuống, thì số tiền tối đa mà các bạn có thể nhận lại được là 5.980 đồng. Nếu như các bạn claim 3 đứa hoặc hơn trong hồ sơ khai thuế và income của các bạn là 51.464 đồng trở xuống, số tiền tối đa mà các bạn có thể nhận lại được là 6.728 đồng. Đối với những cặp vợ chồng khai thuế kết hôn, nếu như các bạn không có claim đứa nhỏ trong hồ sơ khai thuế và income của các bạn từ 21.920 đồng trở xuống, thì số tiền tối đa mà các bạn có thể nhận lại được là 543 đồng. Nếu như các bạn claim một đứa nhỏ trong hồ sơ khai thuế và income của các bạn từ 48.108 đồng trở xuống, thì số tiền tối đa mà các bạn có thể nhận lại được là 3.618 đồng. Nếu như các bạn claim hai đứa trong hồ sơ khai thuế và income của các bạn từ 53.865 đồng trở xuống, số tiền tối đa mà các bạn có thể nhận lại được là 5.980 đồng. Nếu như các bạn claim 3 đứa hoặc hơn trong hồ sơ khai thuế và income của các bạn từ 57.414 đồng trở xuống, thì số tiền tối đa mà các bạn có thể nhận lại được là 6.728 đồng. Điều kiện để có thể nhận được Earned Income Tax Credit. Thứ nhất là các bạn phải có Earned Income, có nghĩa là các bạn phải có đi làm và có thu nhập. Làm nails, làm hãng gì cũng được, miễn là có đi làm và có thu nhập là được. Thứ hai, các bạn phải có số Social Security. Thứ ba, các bạn phải có quốc tịch hoặc là thẻ xanh cho nguyên năm. Thứ tư, nếu như các bạn đã kết hôn thì các bạn không được khai thuế riêng. Ví dụ như các bạn single thì các bạn khai thuế single. Nếu như các bạn đã kết hôn thì các bạn phải khai thuế chung. Nếu như các bạn kết hôn và khai thuế riêng, thì các bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận được Earned Income Tax Credit. Thứ năm, các bạn không được có thu nhập ở ngoài nước Mỹ.
Ví dụ như các bạn làm ăn ở nước ngoài và có thu nhập, thì các bạn cũng sẽ không đủ điều kiện để nhận được Earned Income Tax Credit. Và thứ 6, Investment Income của các bạn không được quá 3.650 đồng cho năm 2021. Ví dụ như tiền dividend các bạn nhận được, tiền lời các bạn bán stock hoặc là tiền cho thuê nhà, tổng cộng lại không được quá 3.650 đồng cho một năm. Đứa nhỏ mà các bạn claim trong hồ sơ khai thuế của mình phải hội đủ 4 điều kiện sau đây để có thể nhận được Earned Income Tax Credit. Thứ nhất là age, đứa nhỏ phải dưới 19 tuổi hoặc là dưới 24 tuổi nếu đi học full time. Thứ hai là relationship, đứa nhỏ có thể là con nuôi, em trai, em gái hoặc là cháu của các bạn. Nói chung là phải có quan hệ với các bạn. Thứ ba là residency, đứa nhỏ phải sống chung với các bạn ít nhất là 6 tháng trong một năm. Và thứ tư là joint return, nếu như đứa nhỏ đã kết hôn và khai thuế chung với vợ hoặc chồng của nó, thì các bạn không thể claim nó trong hồ sơ khai thuế của các bạn. Mình cũng có thể vào trang web của IRS để check xem mình có đủ điều kiện để nhận Earned Income Tax Credit hay không. Mình sẽ để cái link ở phía dưới phần comment để các bạn có thể bấm vào đó nha. Sau khi mình vào cái trang web này rồi ấy, thì mình bấm vào đây và chọn cái này. Ở đây họ hỏi mình muốn check cho năm nào thì chọn 2020 nha. Rồi họ hỏi trong năm vừa rồi mình có quốc tịch hoặc là có thẻ xanh hay không. Rồi họ hỏi mình có số Social Security hay không. Trong năm vừa rồi mình có thu nhập ở nước ngoài hay không. Họ hỏi là có người nào đó sẽ claim bạn là người phụ thuộc trong hồ sơ khai thuế của họ hay không. Và độ tuổi của các bạn. Các bạn có biết tình trạng khai thuế của mình hay không? Ở đây các bạn chọn cái tình trạng khai thuế phù hợp với mình nha. Số đứa nhỏ mà các bạn claim trong hồ sơ khai thuế của các bạn. Các bạn chọn cái cách mà các bạn được lãnh lương đó. W-2 thì các bạn chọn cái này. Còn 1099 thì các bạn chọn cái này ha. Và bỏ vào cái thu nhập mỗi năm của mình. Rồi ở đây nếu như các bạn có đóng vào 401k thì các bạn chọn cái này. Và nếu như các bạn có đóng vào HSA thì chọn vào cái này. Rồi các bạn xem có cái nào phù hợp với mình hay không thì chọn nha. Ở đây cũng vậy. Họ hỏi là cái đứa nhỏ mà các bạn claim đó, nó có sống với các bạn ít nhất là nửa năm hay không? Rồi cái đứa nhỏ đó có được người khác claim vào hồ sơ khai thuế của họ hay không? Đứa nhỏ đó đã kết hôn hay chưa và nó có khai thuế chung với vợ hoặc chồng của nó hay không? Đứa nhỏ có bị tàn tật hay không? Quan hệ giữa bạn và đứa nhỏ đó là cái gì? Con hay là em hay là cháu? Và độ tuổi của đứa nhỏ. Ở đây họ nói đối với tình trạng thu nhập của mình và có claim một đứa nhỏ thì mình có thể nhận được khoảng 2.019 đồng cho Earned Income Tax Credit. Tiếp theo, mình sẽ nói về Child Tax Credit. Tùy thuộc vào thu nhập và quy mô của gia đình bạn, Child Tax Credit sẽ lên đến 2.000 đồng cho mỗi một đứa nhỏ dưới 17 tuổi trong hồ sơ khai thuế của các bạn. Số tiền Child Tax Credit sẽ bị giảm dần nếu như income của các bạn bắt đầu từ 200.000 trở lên cho độc thân và 400.000 trở lên cho một cặp vợ chồng. Nếu như các bạn khai thuế độc thân và income của các bạn dưới 200.000, thì các bạn có thể nhận được 2.000 cho mỗi một đứa nhỏ dưới 17 tuổi trong hồ sơ khai thuế của các bạn. Và nếu như các bạn khai thuế gia đình và income của gia đình các bạn dưới 400.000, thì các bạn cũng có thể nhận được 2.000 cho mỗi một đứa nhỏ dưới 17 tuổi trong hồ sơ khai thuế của các bạn. Điều kiện để có thể nhận được Child Tax Credit. Thứ nhất, các bạn phải có đi làm và có thu nhập. Như mình đã nói, làm nails làm hãng gì cũng được, miễn là có đi làm và có thu nhập. Và thu nhập của các bạn phải ít nhất là 2.500 cho một năm. Thứ hai, tất cả những người trong hồ sơ khai thuế của các bạn phải có số Social Security. Thứ ba,
đứa nhỏ mà các bạn claim trong hồ sơ khai thuế phải dưới 17 tuổi và phải có quan hệ với các bạn, ví dụ như là con, cháu hoặc là em. Các bạn lưu ý cho mình nha, mình không phải là nhân viên kế toán. Những gì mình chia sẻ chỉ dựa trên sự hiểu biết của cá nhân mình mà thôi. Mục đích mà mình làm ra những cái video như thế này á, chủ yếu là để chia sẻ thông tin, để cho các bạn biết là những lợi ích này nó có tồn tại, để các bạn có thể tham khảo thêm. Nếu như các bạn có đủ điều kiện thì các bạn cũng không để lỡ mất quyền lợi của mình. Chứ mình không đủ chuyên môn để tư vấn về thuế cho các bạn đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe. Bye!